Bản tin nóng 24 giờ tối ngày 16 tháng 5 gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông chủ Việt Á phủ nhận mình là chủ mưu và muốn CDC các tỉnh cùng phải bồi thường. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thừa nhận nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ. Hàng trăm người dự phiên xét xử phó giám đốc công ty Thanh Bưởi và tài xế vụ tai nạn làm 5 người chết. Chậm nhất ngày 17 tháng 5, công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube Báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 16 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo có trong vụ kit xét nghiệm Việt Á có kháng cáo tiếp diễn. Ngay trước đó, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã trả lời thẩm vấn, nói bản thân không phải chủ mưu Trong số 38 bị cáo của vụ án, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, bị xác định giữ vai trò lớn nhất ở hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Việt bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù về hai tội danh là đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Quốc Việt vẫn giữ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ông chủ Việt Á mong hội đồng xét xử xem xét đến bối cảnh phạm tội bởi theo bị cáo này, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như vậy, khó có thể không phạm tội. Bị cáo Phan Quốc Việt còn cho rằng bản thân chỉ là đồng phạm, không phải chủ mưu bởi chính các cơ sở y tế liên hệ với bị cáo này. Cũng theo bị cáo Việt, những thiệt hại tại các tỉnh thì CDC cũng phải bồi thường, chứ không thể quy riêng cho bị cáo. Ông chủ Việt Á nói, ký xét nghiệm không phải là mặt hàng nhà nước áp giá, mà theo giá thị trường, thuận mua, vừa bán. Công ty Việt Á công bố ra bán ký xét nghiệm. Đơn vị nào đồng ý thì mua. Việt Á sau đó nộp thuế cho nhà nước và công ty Việt Á không có nghĩa vụ chứng minh các khoản chi phí sản xuất. Ngày 16 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch, cựu tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt và nhiều bị cáo trong vụ đại án Việt Á tiếp tục với phần thẩm vấn. Ngày 16 tháng 5. Phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và nhiều bị cáo khác trong vụ đại án Việt Á tiếp tục với phần thẩm vấn. Tại tòa, bị cáo Long thừa nhận hành vi nhận hối lộ 2,25 triệu USD như bản án sơ thẩm cáo buộc, cùng với đó đã tác động gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục chung hậu quả vụ án. Còn số tiền nhận hối lộ đã được nộp lại ở giai đoạn sơ thẩm bào chữa cho bị cáo Long, luật sư nói thân chủ đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nay nộp thêm tiền như đã nêu. Bị cáo còn ba nhân thân là người có công với cách mạng, gồm anh trai, hai chị gái và vợ. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử đánh giá, xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ông Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, khai đã cùng với gia đình tự nguyện nộp thêm 500 triệu đồng, dù khoản nhận hối lộ của ông trước đó đã được khắc phục toàn bộ. Ông Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, sau khi nộp thêm 16 triệu đồng để khắc phục đủ 100% số tiền là 350.000 USD đã nhận, vợ ông tự nguyện nộp thêm 50 triệu đồng vào kho bạc nhà nước. Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương cho rằng, bản thân nhận thức được hậu quả sai phạm gây ra, khoản tiền 27 tỷ đồng nhận hối lộ đã được nộp đủ, xong quá trình tạm giam lâu ngày khiến ông mắc nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp. Các bị cáo còn lại đều trình bày thêm các tình tiết mới như nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, vợ con được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của cơ quan, tổ chức để cân nhắc giảm nhẹ hình phạt. Sáng ngày 16 tháng 5, tại tòa nhân dân huyện Định Quán, mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lê Dương, 33 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi và Hoàng Văn Tính, 38 tuổi, tài xế lái xe khách gây tai nạn trong vụ tai nạn giao thông của nhà xe Thành Bưởi làm 5 người chết bị cáo Lê Dương bị đưa ra xét xử về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo điều 263 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Hoàng Văn Tính bị xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là vụ xét xử dư luận quan tâm nên lực lượng công an địa phương cũng được huy động đến để bảo vệ trật tự từ ngoài cổng trụ sở tòa án nhân dân huyện Định Quán và bên trong phòng xét xử. Ngay từ sớm, hàng trăm người đã đến trụ sở tòa án nhân dân huyện Định Quán để theo dõi phiên xét xử. Tòa án nhân dân huyện Định Quán cũng chuẩn bị một màn hình lớn ngay trước trụ sở để người dân theo dõi. Bên trong khu vực phòng xét xử, chỉ có những người có giấy triệu tập, những người có nghĩa vụ liên quan mới được vào. Bị cáo và gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa. Đến 8 giờ, thư ký tòa tiến hành làm các thủ tục những người tham gia phiên tòa. Được biết trước đó, Đêm ngày 30 tháng 9 năm 2023, tính lái xe khách biển số 50F 00483 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, đến khoảng 2 giờ 25 phút sáng cùng ngày, khi xe đang đi trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, do không giữ khoảng cách an toàn nên xe khách do tính lái tông vào đuôi xe tải biển số 60C 34513 chạy phía trước. Sau va chạm, tính đánh lái sang bên trái qua phần đường chiều ngược lại và tông vào xe khách 16 chỗ ngồi, biển số 86B-01575 do anh Nguyễn Văn Cảnh, 34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển đang chở khách trên xe. Cú tông mạnh làm tài xế Cảnh và 4 người chết, 4 người bị thương đều trên xe khách. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17 tháng 5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17 tháng 5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng, cả trước mắt và lâu dài, theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo chính phủ tại các nghị quyết công điện chỉ thị và các văn bản có liên quan đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định hiệu quả lành mạnh công khai minh bạch đúng quy định pháp luật không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng ổn định đến kinh tế vĩ mô ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương có liên quan, khẩn trương hoàn thiện ban hành kế hoạch thanh tra, chậm nhất ngày 17 tháng 5 năm 2024 phải công bố quyết định thanh tra theo quy định để thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, các cửa hàng đại lý phân phối, mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, không để chậm trễ hơn nữa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến bộ công an và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 5 năm 2024. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan kiểm tra, giám sát, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần trong hoạt động kinh doanh, mua bán vàng tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2024, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các bộ, cơ quan, công an, quốc phòng, tài chính, công thương, thanh tra chính phủ và các cơ quan liên quan quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng, lực lượng biên phòng, thuế, hải quan, quản lý thị trường tăng cường thực hiện ngay các biện pháp kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao để bình ổn thị trường vàng, điều hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng được tổ chức hoạt động. Đến sáng ngày 16 tháng 5, công an huyện Phú Hỏa, Phú Yên xác định có 3 công nhân bị đuối nước, hiện 2 công nhân còn mất tích sau vụ lật ghe trên sông Ba vào tối qua. Khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 5, 6 công nhân đang thi công tuyến đường Bắc Nam, đoạn Trí Thạnh, Vân Phong tự ý lấy ghe đi trên sông Ba theo hướng Tây Đông, di chuyển từ xã Hòa An, huyện Phú Hòa sang huyện Tây Hòa. Điều khiển ghe đến lý trình km 30-600m, đoạn cầu Đà Răng thì va đập vào thành cầu, khiến ghe lật úp. Có 3 công nhân thoát đuối nước, gồm ông Mai Trí Thành, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Huê, sinh năm 1992 và Lê Kim Vàng, sinh năm 1995, đều quê quán ở tỉnh Thanh Hóa. Công nhân Nguyễn Mạnh Nguyên, sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, được lực lượng cứu hộ vớt lên bờ, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, sau đó tử vong tại bệnh viện. Hai công nhân còn lại vẫn chưa tìm thấy thi thể, Nguyễn Cửu Đồng, sinh năm 1990, quê tỉnh Quảng Nam và Lê Đức Cường, sinh năm 1978, quê Thanh Hóa. Hiện công an tỉnh Phú Yên và ban chỉ huy quân sự huyện Phú Hòa tiếp tục tìm kiếm công nhân còn mất tích. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Cẩm Khê vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm, hoạt động liên tình với thủ đoạn hết sức tinh vi, tạm giữ 3 đối tượng, thu giữ một cá thể hổ còn sống và một cá thể gấu đông lạnh. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Cẩm Khê vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn hết sức tinh vi, tạm giữ 3 đối tượng, thu giữ một cá thể hổ còn sống và một cá thể gấu đông lạnh. Vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 11 tháng 5 tại khu suối 1, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, công an huyện Cẩm Khê bắt quả tang Lê Văn Sơn, sinh năm 1966 ở thôn Hoành Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner biển kiểm soát 30F46399 đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ còn sống, nặng khoảng 265kg mang đi tiêu thụ. Sơn đã khai nhận mua cá thể hồ của Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1969, ở 60, xã Thị Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, với giá 2,7 triệu đồng trên 1 kg. Nếu mua bán chót lọt, Sơn sẽ bán cá thể hồ trên với giá 4 triệu đồng trên 1 kg. Tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Nhân đến cơ quan điều tra để làm việc. Nhân khai nhận đã đặt mua cá thể hồ của Phạm Y Quyền, sinh năm 1990 ở thôn 7, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với giá 2 triệu đồng trên 1 kg. Sau đó nhân thuê quyền vận chuyển đến địa bàn tỉnh Phú Thọ để giao cho Sơn. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Cẩm Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Nhân, Phạm Y Quyền. Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hoành Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ một cá thể động vật đông lạnh. Theo Sơn khai nhận, đó là cá thể gấu Sơn cất giấu chờ tiêu thụ. Đối với cá thể hổ còn sống bị mua bán trái phép, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Khê đã làm thủ tục bàn giao cho khu sinh thái Mường Thanh Safari Land Nghệ An để nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Du đã lên tiếng trước thông tin cho rằng hai nữ sinh lớp 9 nghi tự tử vì áp lực vận động không thi vào lớp 10. Vụ hai nữ sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Liên Bão Tử vong là tâm điểm dư luận mấy ngày qua. Mức độ nghiêm trọng của vụ việc được đẩy lên cao khi xuất hiện những thông tin cho rằng hành động dại dột của các em xuất phát từ áp lực học tập, thi cử và bị vận động không thi vào 10. Tuy nhiên, sự thật theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du thì không phải như vậy. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du khẳng định, các bài viết trên mạng xã hội cho rằng hai nữ sinh nghi nhảy cầu vì bị nhà trường tạo áp lực Cấm đoán thì vào lớp 10 là thông tin thất thiệt, không chính xác và chưa có căn cứ. Ở một diễn biến khác, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du cũng đã có báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du về sự việc hai nữ sinh lớp 9 tử vong. Theo báo cáo, ngay xảy ra sự việc 13 tháng 5, hai nữ sinh NTBN và TMA, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Liên Bão, đi xin phép gia đình đi với bạn. Đến tối Gia đình không thấy con về nên tìm kiếm thông tin và hỏi nhà trường, rồi các lực lượng cùng đi tìm kiếm. Trên cầu Kinh Dương Vương, mọi người phát hiện dép, xe đạp điện, cặp sách, áo chống nắng, áo đồng phục, điện thoại của hai nữ sinh. Đến ngày hôm sau, lực lượng tìm kiếm trục vớt được hai thi thể nữ tại khu vực chân cầu Kinh Dương Vương. Cũng trong báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Du cho hay đây là thời điểm nhà trường tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức cho các em khối 9, để chuẩn bị dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Trước đó, em TMA đã xin nghỉ học buổi chiều ở trường từ đầu học kỳ 2, còn em NTBN vẫn đi học đều đặn và không có biểu hiện gì bất thường. Vụ việc đang được công an huyện Tiên Du điều tra làm rõ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube báo công thương. Quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo